Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 39, là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, khá là đẹp luôn nha. Cây này đang ung sẹo bao da rất là tốt luôn. Cây này về là mình lên chậu luôn là ok, đế rễ nơm thân lũ âm thân luôn. Cây này bao sống nhà mình yên tâm luôn nha, mót đầu luôn, cây mót đầu luôn. Rồi cây này có hoành là 112, cây cao là 70. Bầu ươm, đo đo giùm mình cái bầu ươm, cái bầu ươm dài nhất 68. Bầu ươm là 70, bầu ươm dài nhất 70 nha. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 1600k bao ship, bao sống cho mình yên tâm luôn. Cây khá là đẹp, lũ âm thần quá tuyệt vời. Cây này mình thích một cái là nó mót đầu, rễ rất là khỏe luôn, rễ nôm rất là khỏe. Cái này lên cái chậu oval nữa là ok luôn, oval hoặc là chữ nhật là ok luôn. 70 thì mình vô chậu có tầm 90 là đẹp, 90 hoặc là 80 cũng ok luôn. Cây khá là ok luôn nha, 1600k bao ship bao sống cho mình yên tâm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha, và hẹn gặp lại nhà mình ở video gần nhất luôn.